Chào mừng các bạn đến với giáo án Diêm Nữ Tâm Kinh. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn cùng với bạn học viên sẽ gửi đến các bạn full clip về cách khởi động phần tập lower body. Khởi động là một cái phần rất là quan trọng trong buổi tập gym, mà thấy rất là nhiều khách hàng người ta không chú ý phần này. Người ta vô tao quay 2-3 cái là người ta đẩy luôn nè. Về nhà hệ quả họ là gì? Là chấn thương, là gì? Là tập không hết sức, là tập cường độ không có đủ, cơ bắp không có tác động, mỡ cũng đốt luôn, mau chán đó. Thì chúng ta đến với một chương trình tập gym chuyên nghiệp thì phần khởi động chúng ta cũng phải chuyên nghiệp. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn em khởi động lower body. Mà khởi động lower body là những cái phần cơ, mông, hông, đùi này nọ rất là sexy. Mà nguyên tắc bất di bất dịch á, đầu tiên khởi động ta phải warm up. Học thể dục warm up vậy nè. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay ở trong phòng gym nó có những thiết bị cardio, thì chúng ta phải chọn một cái máy cardio để chúng ta thực hiện động tác warm up cho nó đẹp. Trong thời gian warm up chúng ta là 5 phút. Tập lower body thì chúng ta chọn cái này đi. Chọn cái này tốt nhất. Đó, hoặc là qua bài upper body thì chúng ta sẽ chọn bài khác. Còn anh khuyến nghị trong phần tập lower body thì chúng ta nên tập với bài tập elliptical. Khởi động 5 phút, không cần phải chỉnh cường độ cao. Rồi em bước lên em khởi động đi, warm up để mình làm nóng cơ thể, để mình làm cho các khớp, các trục này nọ kia nó có chất nhờn đó. Đó, rồi em cứ đạp bình thường. Đó, cứ đạp nhẹ nhẹ tèn tèn thôi. Tèn tèn 5 phút thôi mà. Đó, mình spa nè, nhớ nha, 5 phút nha. Đó, rồi em có thể dụ như cái này không phải là tập cho mệt nha em. Cái này là tập để cho nó nóng người thôi. Em có thể gia tăng tốc độ hoặc điều chỉnh tốc độ cho nó vừa phải để cho nó nóng người. À. Chúng ta nên cardio khởi động 5 phút này rất là quan trọng. Nó làm cho cơ thể chúng ta chuyển từ cái trạng thái mà nghỉ ngơi, trạng thái bình thường, nó sang trạng thái vận động. Mà khi nó bật mode vận động lên rồi ấy, thì nó sẽ có, thứ nhất á, là dinh dưỡng nó cũng hấp thu theo kiểu vận động. Cơ bắp nó cũng luôn tỉnh táo và cái não bộ của mình nó cũng luôn tỉnh táo để cho mình chuẩn bị sẵn sàng vô một chế độ vận động cao. Tèn tèn thôi. Đó, tay cầm nó có lúc chỉnh nha. Em level này là đủ rồi đấy. Đúng rồi. Nè, kéo, kéo. Rồi. Cho nó warm up 5 phút. Em thấy màn hình LED của anh trước đẹp không? Đẹp. Ha. Bản đồ chữ S đã phủ kính. Hệ thống đại lý phân phối hả? Ừ. Có Điện Biên luôn. Tiếc quá không có like cho. Làm một sếp người khó lắm. Rồi chúng ta cứ khởi động vậy 5 phút nha. Được rồi đấy. Rồi giả bộ hết 5 phút rồi xuống. Rồi xong. Chúng ta đã khởi động tốt cái phần warm up 5 phút trên cái máy elliptical này. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần khởi động thứ hai. Chúng ta lên đầu chúng ta tập là chúng ta là khớp, căng cơ và vận động. Khởi động nó 4 phần. Thứ nhất á là làm nóng với một cái máy cardio. Thứ hai á là khởi động về khớp. Thứ ba là căng cơ, vận động. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu đến với bài khởi động xoay khớp. Thì chúng ta xoay những khớp tay. Cổ tay. Xoay giống anh nè. Xoay cổ tay rồi. Đó. Xoay. Xoay cổ tay. Mấy cái khớp này nó khá là quan trọng. Nhưng mà hôm nay là tập chân sẽ ít thôi. Mình đang khởi động cái phần lower body. Nên mình cái phần mấy cái phần upper body mình khởi động sơ sơ thôi. Rồi quay đây vài cái thôi. Cho đỡ mất thời gian. Đó. Phải vậy. Nè, động tác quay nè. Thẳng cái tay ra luôn. Đó. Quay vậy đó. Nè. Quay vậy nè. Không. Tay mình kêu tập tọt ta. Xong rồi đổi chiều, xoay thẳng. Rồi. Rồi bây giờ đi qua cái khớp quan trọng.
đó là khớp này. Tập lâu thì khớp này khá là quan trọng. Khớp khớp hông. Quay. Lắc cái mông đi. Muốn quay sao cũng được, quay sang sexy cũng được, quay bình thường cũng được. Quay sao cũng được nha. Đó, quay, không quay đi. Không có đùa đâu, khớp này nguy hiểm lắm. Sao bé không lắc? Đánh nè, đánh nguyên cái vòng dài đó. Nè. Đánh nè, không? Chứ không phải vậy, vậy. Đánh nguyên cái vòng dài đó. Đánh lộn lại, ngược lại. Sao bé không lắc? Chúng ta phải dành 15 phút để chúng ta khởi động. Cho nó nóng người đúng không? Rồi. Chính xác. Rồi, cố lên nha, xoay. Rồi. Uống liều cao đi. Uống vô để mình tập, mình khởi động xong là cái phần là liều cao mình đã uống hết và mình đi vô buổi tập chính thức, chúng ta bấm giờ. Rồi xong. Tiếp tục, bây giờ chúng ta đi qua một cái khớp này xây xong rồi. Thì chúng ta phải tới màn căng cơ. Rồi. Căng cơ này. Giữ chừng 10 tới 15 giây. 3 4. Căng nhất. Nhất cái này. Nhất lắm rồi. Nhất nguyên cái mảng này luôn nè. À, đúng nha. Rồi. Xong rồi đổi bên. Xong rồi đổi bên. À. Xong rồi đổi bên. Rồi, gắng chịu đi. Ok. Đó là xong được cái phần cơ lường, xong được phần cơ cái khớp hông. Hông và lưng dưới. Rồi bây giờ chúng ta đi tới cái phần quan trọng ở bên dưới là đùi, mông. Đầu tiên chúng ta gập. Gập giữ thôi, căng thôi, không cần phải đánh dây đâu. Căng cơ đùi. Chạm dưới đây sao thôi chứ. Đó. Ừ. Lưng cong cong vậy, lưng thẳng chứ. Đứng công quá. Đúng rồi. Đưa mông ra sau, tay cầm khép lại. Để chúng ta khởi động cái phần căng cái cơ ngay đây. Căng cơ cái hông là một nè, cơ mông là hai nè, cơ đùi nè ba. Bắp chuối nè, đó là căng những cơ đó. Mai phải lắp hương bên kia. Đó. Cố lên. Cố lên. Rồi. Đó. Mệt rồi hả? Rồi xong. Rồi bây giờ đổi qua căng cơ đùi trước. Cơ đùi trước có hai cách căng, một là co chân lên, co một chân lên. Rồi. Đó. Rồi. Ngã người đằng trước, cong cong cho nó đẹp đó. Ok. Rồi. Căng cơ đùi trước. Rồi thôi phải không? Rồi đổi chân. Đổi chân. Nhanh đổi chân. Rồi. Rồi, em ngã người xuống. Đó. Kéo mạnh vô cho nó đau. Đó, căng cơ đùi trước. Rồi. Rồi. Bụi khóa trời luôn. Rồi xong. Động tác thứ hai, cô gái người Nhật. Quỳ vậy nè. Chân nè. Đó. Đó. Quỳ. Đó, ngồi lên luôn. Căng ngang sau. Cho nó nhức cái đùi trước. Càng sâu càng tốt. Đó. Ồ, bình thường em căng là em chỉ căng vậy luôn á. Ừ, này. Thích thì chơi, được thì chơi. Nhất không? Nhất. Ok. Đó. Đó. Căng cơ đầu trước. Căng đi, nó đi, nhanh vậy. Căng. Đùi cứng hay. Đá được đó, gà này. Rồi xong. Khi mình căng cái đó xong thì mình chuyển qua tới mình sọt ngang, sọt dọc. Bị dơ quậy ta. Em hay dơ. Rồi, sọt ngang, sọt dọc. Sọt dọc là bước một chân lên vậy nè. Đó. Bình thường em sẽ thấy mấy người thể dục nó khởi động vậy nè. Đúng không? Đó là kiểu thể dục. Ok. Rồi. Nhúng vài cái, nhúng cho nó căng cái đùi sau với cái đùi trước ở đây. Và cái khớp mình nó có sự di chuyển. Đó. Đến với ta 10 nha. 1 3, 2 4. 3 6 4 5 6
7 8 9 10 đổi. Đổi chân. Ok. 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi. Nó sọt ngang. Ừ thì cũng được rồi, sọt ngang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đổi chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi xong. Bây giờ chúng ta khởi động bằng những cái động tác bật nhảy đơn giản. Đầu tiên đó là body squat. Rồi lên là 1 8 lần vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lên không có ưỡn lưng nha. Nãy lên không có ưỡn vậy. Không ưỡn lưng, lên nhúng mạnh lên, nhúng như này. Tới đây thôi, hả? Không có ưỡn. Nhấn bụng nó không ưỡn. Ờ. Nhưng mà lên nè ha. Đúng rồi, nó có động tác nhúng dứt khoát mạnh. Đó. 3 4 5 6 7 8 9. Rồi. Xong. Tới bài lunge. Uống cho nó xong đi. Điều cao nha các bạn. Không điều cao. Rồi. Hay giống tập aerobic chưa? Dễ ăn và khởi động đâu. Em khởi động cho nó tốt vô thì buổi tập em mới hiệu quả. Em khởi động không tốt tập em không hiệu quả. Chắc chắn. Rồi tới body lunge. Rồi. 1 bước lên. Đổi chân. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Rồi, ok đủ. Rồi xong phần khởi động body weight. Bây giờ chúng ta qua một phần khởi động cuối cùng. Đó là khởi động làm quen khối đường tạ. Mình tập bài nào trước, mình sẽ dùng cái máy đó mình khởi động luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây, mình khởi động với cái máy kickback. Rồi tiếp tục bây giờ vô đây, chúng ta vô đây làm quen với máy khởi động làm quen khối đường tạ. Rồi đạp đùi nhẹ nhàng thôi. Rồi đạp rất nhẹ, đạp tới cái ngưỡng tạ chính thức của em. 8 cái nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thôi nhẹ hay nặng? Bây giờ lên 4 cục nha. Rồi tiếp. Nhẹ nặng. Vừa. 2. Từ từ thôi, không cần nhanh. Tập trung vô. 3 4 5 6 7
8. Vừa chưa hay còn nhẹ? Nhẹ, thêm xíu nữa, 2 cục nữa. Rồi, thêm 2 cục nữa. 2 cục nữa là 130. Em nhớ mức là 130 nha. Rồi tập 1 2 3 4 5 6 7 8. Vừa chưa? Ok. Rồi xong. Vừa rồi thì chúng ta sẽ kết thúc bài khởi động ở đây. Và bây giờ em uống rìu quạt cao những giọt cuối cùng đi, rồi mình chuyển qua intra quạt cao và mình vô buổi tập chính thức của ngày hôm nay. Em nhớ mức tạ khởi động của em đang là 130 pound. Một chút xíu tập chính thức sẽ là 150 pound. Rồi trước khi khép lại phần khởi động thì anh cũng sẽ tóm tắt lại là cái buổi khởi động là cái buổi cực kỳ quan trọng trong buổi tập gym đó. Em cần phải khởi động hoàn chỉnh nãy giờ. Nãy giờ anh đang hướng dẫn em là khởi động cho phần tập nhóm cơ lower body. Đối với con gái á, thì nó chia làm hai phần. Phần upper body là từ rốn trở lên, phần lower body là từ rốn trở xuống. Thì khi ngày hôm đó mình tập cái động tác nào thì mình phải khởi động chuyên cho cái phần đó. Đó, thí dụ buổi sau thì anh sẽ hướng dẫn em khởi động upper body, thì upper body khởi động khác. Nên cái buổi ngày hôm nay là cái buổi mà nó kim chỉ nam, nó em phải thuộc để sau này em tập những bài lower body thì phải áp dụng cái buổi này. Đó, áp dụng buổi này và mình có sự thay đổi chút đỉnh. Trong đó nó có cái phần là tập với máy. Thì ví dụ như trong cái ngày đó em tập với cái máy nào thì em sẽ dùng cái máy đó, chính cái máy đó khởi động luôn. Hiểu không? Ví dụ như bữa nay thanh hướng dẫn tập máy này thì em cho khởi động máy này. Nhưng mà ví dụ như bữa sau qua tới tầng 2, tầng 3 em sẽ tập với BA trước thì mình qua khởi động với BA. Đó, và phần khởi động nó sẽ xoay quanh những vấn đề sau đây. Xoay khớp. Cái khớp nào quan trọng tôi sẽ cho nó kỹ. Thứ hai, căng cơ. Những cái cơ nào liên quan tới buổi tập đó chúng ta phải căng cho nó kỹ. Và thứ ba là khởi động vận động. Khởi động vận động là mấy cái mà body squat như stand hồi nãy và khởi động với máy. Rồi, buổi khởi động xin được khép lại ở đây. Vậy bây giờ chúng ta pha intro cao để chúng ta đi qua buổi tập chính thức đầu tiên của giáo án gym nữ tâm kinh, đó là lower body. Mong đợi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.